Ở trận chung kết WTA Final 2023 sáng 6 tháng 11 tại Mexico, Iga Swiatek đánh bại Jessica Pegula 6-1, 6-0 và cô củng cố vững chắc vị trí số 1 của WTA. Pegula thằng hạ Swiatek ở Montreal hồi tháng 8 vừa qua và chơi ấn tượng để có mặt tại chung kết WTA Final 2023. Tuy nhiên, tay vợt người Mỹ đã không thể gây bất ngờ trước Iga Swiatek ở đẳng cấp cao. Swiatek chơi quá chắc chắn, áp lực mà Swiatek tạo ra rất lớn, khiến tôi đánh có phần quá tay. Tôi không biết lý do chính xác, nhưng cảm giác bóng của tôi hôm nay không tốt, Pegula chia sẻ sau chung kết WTA Final với Swiatek, trận đấu mà cô chỉ thắng được đúng một game. Iga Swiatek phát biểu sau khi vô địch WTA Final 2023. Tôi khá áp lực ở mùa giải này vì quá thành công năm ngoái, nhưng tôi biết bản thân đang trải qua mùa giải tuyệt vời khác. Tôi chấp nhận kỳ tích 37 trận thắng liên tiếp của năm 2022 không thể lặp lại. Với chức vô địch thứ 17 trong sự nghiệp, Iga Swiatek kết thúc mùa giải 2023 với tư cách số 1 thế giới trong năm thứ 2 liên tiếp. Tay vợt nữ người Ba Lan từng mất vị trí này vào tay Sabalenka sau US Open hồi tháng 9.